Dạ xin chào anh chị em, mình đã quay trở lại với kênh buổi sáng nha. Trước mình chúng ta đây chính là con bò cái Sind. Bò này thì xé mặt xé lưng nó là nghiêm chỉnh và hoàn thiện hết nha cô chú anh chị. Mông nè, đùi nè, đít cậy đuôi nó thì hoàn thiện nha, ngoa thì ngoa đen, đuôi dài. Dưới đây của nó là phần rúng nha. Rúng này đó là rất là dày luôn, rúng chèn mà 4 vú đều nè. Chân móng trước, chân móng sau thì chân móng hoàn thiện nha anh chị, không bú không áp xe nha. Tất cả là móng sò cho anh chị đàng hoàng nha. Đó, thì con bò này thì yếm nè, đầy đủ nè. Chiều cao thì em đo ngay sát lưng á, thì nó cao là 1m16 bò nha anh chị. Con bò này hiện tại thì được 10 tháng tuổi nha anh chị. Đó, cái Sind đầu tiên ha. Đó, con bò này thì theo quan sát trước sau của em là không len không giá nha anh chị, hoàn toàn nghiêm chỉnh ha. Từ chân móng nè, xá tích nè, dậu luồn vú rúng, nói chung là hoàn toàn nghiêm chỉnh rồi. Đó, chiều cao thì 1m16. Con bò này thì anh chủ nhà cũng đã sổ mũi dàm, đó đèn hoàng cho cô chú chị em mình ha. Thì cái con bò này thì em đã thương lượng giá với anh chủ nhà rồi. Thì anh bán mức giá là 18.500.000 nha anh chị. 18.500.000 cho con bò cái Sind đầu tiên nè ha. Bò này thì răng cỏ thì em cũng đã kiểm tra rồi, chưa bẻ cái răng nào, răng cỏ 8 cây đầy đủ hoàn thiện hết cho cô chú chị em mình gần xa ha. Thì những cô chú chị em mình mở nhà mà mình đang cần một con bò cái Sind mình làm giống á, để mình phát triển thêm tới sau này thì anh chị cứ liên hệ cho em ha. Thì cái con bò này với mức giá là 18.500.000 mà có bớt cho đỉnh xe nữa nhau chú anh chị. Bây giờ em sẽ quay về con bò cái chữa các em ha, bò Sind mẫu Bombay. Em sẽ quay về dàn mặt mày nó cho anh chị mình coi nè. Cái dàn mặt mày nó là nghiêm chỉnh nha, gô gô bạc nè, sớ lưng là nghiêm chỉnh ha. Cái đuôi lớn nè. Đó, dưới đây là cái phần mông và đùi nha. Hoa thì hoa đen, hoa to nha anh chị, hoa đen thui nha. Đó, rúng con bò này thì nó là rúng kiến mẫu nha anh chị, rất là dày ha, 4 vú nè. Đó, yếm nè, dàn chân trước, chân sau nè. Đó, tất cả là nghiêm chỉnh hết nha cô chú anh chị. Da liền nha. Đó, cái da liền bơn nè, màu đỏ mật nè. Đó, chân móng sò, không bú không ấp xe, hoàn thiện ok nha cô chú anh chị. Con bò cái chữa này thì em đo ngay sát lưng thì nó cao là 1m22 bò nha anh chị. Nó là bò Sind mẫu Bombay ha. Đang chữa là bò kem được hơn 7 tháng nha anh chị. Bò này thì em kiểm tra rồi thì nó nghiêm chỉnh nha anh chị. Đó, làn da, da liền bơn à, đỏ mặt, không len không giá nha anh chị. Đang chữa bò kem được hơn 7 tháng nha. Bò này thì em cam kết là bao chữa nè, bao khám và bao lòi cho anh chị tới đẻ nha anh chị. Bò em bán ra thì nói chung là giấy tờ đầy đủ nha, cam kết đàng hoàng cho chú chị mình yên tâm ha. Còn các vấn đề ăn uống thì chị khỏi lo đi. Bò này em cũng cam kết là bao ăn uống đàng hoàng cho anh chị ha. Đó, tất cả là nghiêm chỉnh nha anh chị. Con bò này thì nó đẻ được một con rồi và nó đang bầu lại là lứa thứ hai nha anh chị. Bầu là bò kem được hơn 7 tháng rồi nha anh chị. Thì con bò này thì em cam kết là bao chữa cho anh chị là bò kem luôn ha. Thì em cũng đã kiểm tra về răng cái con bò này rồi, thì nó bẻ mới 2 đôi răng nha anh chị, mới đẻ một con và đang bầu lại là đứa thứ hai ha, được bò kem được hơn 7 tháng nha anh chị. Tất cả là nghiêm chỉnh ha, hoàn thiện hết cho anh chị em mình gần xa luôn. Thì con bò cái chữa này thì em đã thương lượng trước khi mà ghi hình rồi, thì anh bán mức giá là 31 triệu nha anh chị. 31 triệu cho con bò cái Sind chữa mẫu Bombay, đang chữa là bò kem được hơn 7 tháng nha. Thì giá này thì có thương lượng chút đỉnh tiền xe nữa nha anh chị. Thì em mong những cô chú anh chị em mình gần xa và mình nhắm ơn được cái con bò cái chữa này với lại con bò cái Sind đầu nãy em quay á, thì anh chị muốn mua hết hai con luôn thì anh chị cứ liên hệ với em ha. Đó là cọc em trước 1 triệu đến 2 triệu nha anh chị, để chúng ta là giữ bò nha. Cái chữa nè, cái Sind nha anh chị. Hai con này thì em bao đẹp và hoàn thiện luôn nha.